vô tình cho cáo trắng ăn chúc chích và thịt đến nỗi béo ú ú. Người đàn ông được chú tặng nấm linh chi để cảm ơn. Cách đây khoảng một tháng, người đàn ông vô tình gặp được một con cáo trắng trên núi và đã cho nó một cây xúc xích. Sau đó con cáo trắng này liền dẫn anh về hang của mình để tiếp tục xin ăn thêm cho 5 con cáo nữa trong gia đình. Sau khi lột hết xúc xích trên người anh, con cáo lại dẫn anh xuống núi tiễn về nhà. Trong suốt một tháng sau đó, ngày nào người đàn ông này cũng mang một ít đồ ăn, chủ yếu là thịt gà lên cho cáo trắng và gia đình nó, nuôi cái thân nó béo mầm, nom khác hoàn toàn so với một tháng trước. Để cảm ơn lòng tốt của anh, cáo trắng đã mang một cây nấm linh chi rất to tới tặng lại. Xúc động trước sự thông minh và biết trước biết sau của nó, người đàn ông kêu nó tìm thêm một cây nấm nữa về đây cho mình. Cáo trắng ngoan ngoãn đi tìm thật.